Jogabola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Tới với những diễn biến của vòng đấu thứ 17 giải vô địch quốc gia V-League 1 2023-2024. Sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách Đông Á Thanh Hóa. Những đội bóng đều đang khát khao để có được chiến thắng sau khi có được một chuỗi trận không thực sự thành công tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay thì huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sử dụng đội như thế nào. Sơ đồ 4-2-3-1 với Ngọc Đức và Thành Khôi là cặp đôi tiền vệ phòng ngự. Phía trên là Patino, Vĩnh Nguyên và Thanh Thảo. Jake Timite là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công trong đội hình này. Bộ tứ vệ sẽ là Tùng Quốc, Randall Lucas, Hoàng Phúc và Huy Toàn. Có Huy Toàn và Thanh Thảo có thể sẽ linh hoạt với nhau về mặt vị trí. Đây cũng là một hình ảnh khá quen thuộc mà chúng ta vẫn thấy về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi Huy Toàn được đẩy cao ở hành lang biên và Thanh Thảo thì sẽ đá thấp hơn một chút. Trọng tài Trần Đình Thịnh sẽ là người cầm còi cho trận đấu này cùng với những vị trợ lý ông Nguyễn Minh Tuấn, ông Nguyễn Văn Lưu và trọng tài thứ tư trọng tài bàn là ông Không Tám Cương. Chúng ta sẽ cùng tới đội hình xuất phát của huấn luyện viên Veliza Popov sử dụng cho Đông Á Thanh Hóa với sơ đồ 4-2-3-1. Rimario là người đá cao nhất trên hàng công cùng với bộ ba cầu thủ hỗ trợ Amit, Antonio và Lâm Tý Phong. Thái Sơn, Doãn Ngọc Tân là cặp đôi tiền vệ phòng ngự. Thái Bình, Đinh Viết Tú là hai hậu vệ biên. Văn Lợi và Tiến Thành sẽ là cặp đôi trung vệ. Như vậy là so với đội hình diễn ra cách đây 4 ngày trong trận hòa không đều trước câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định thì huấn luyện viên Veliza Popov chỉ thay đổi đúng ở vị trí của Tiến Thành. Và như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu đã chính thức vang lên. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ thi đấu với bộ trang phục màu vàng. Và bộ trang phục màu hồng quen thuộc là thi đấu ngày hôm nay của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Quả tạt khá nguy hiểm. Tranh Patrick Lê Giang đã phải mất đến 2 nhịp để có thể kiểm soát được tình hình. Rồi, rất nhanh, đó là một tình huống chuyển đổi trạng thái tới từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Luis Antonio rất hay, dứt điểm, cú vào. Cú sọc vừa từ chối bàn thắng cho Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng áo vàng đang là những người chủ động chơi hơn. Họ cầm bóng nhiều, tạo ra những pha dứt điểm. Đây là Amit. Quả chạm bóng tiếp theo rất chủ động. Nhưng đó là một tình huống truy cản chính xác tới từ cao thủ áo đỏ. Khởi đầu tương đối khó khăn dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Luis Antonio đã tạo ra sự đột phá trong tình huống vừa rồi. Luis Antonio cơ hội cho Rimario. Không có pha phạm lỗi. Brandon Lucas đã truy cản chính xác ở trong pha xử lý vừa rồi. Thời cơ để phản công. Vĩnh Nguyên rất tốt, 3-2. Huy Toàn được đưa bóng vào quá cao đến từ Võ Huy Toàn. Va chạm với một cảm giác chưa phải là tốt nhất để đưa được quả bóng đến với vị trí của Jake Timite. Santiago Patino, Vĩnh Nguyên rất tốt, Jake Timite, Patino không vào. Tưởng như đó đã là một bàn thắng khi mà Võ Huy Toàn ở rất gần vị trí thuận lợi, đối diện với một khung thành khi mà thủ môn Xuân Hoàng không còn được cho mình sự chủ động. Võ Huy Toàn đã chưa thể chuyển hóa được cơ hội này. Một pha chạy chỗ đầy thông minh tới từ Võ Huy Toàn. Anh đè mặt được với Amit. Những cú dứt điểm bằng chân không thuận của Võ Huy Toàn đã khiến cho kết quả mà Thành phố Hồ Chí Minh giành được trong pha tấn công vừa rồi là con số 0. Tương đối đáng tiếc. Đây là những cầu thủ đang chơi ấn tượng. Không được. Bóng hay. Cú đá rất mạnh tới từ Thái Sơn.
chèo bóng khó chịu tới từ Luis Antonio. Nó khiến cho Patrick Lê Giang đã có một tình huống ra vào không được chắc chắn. Võ Huy Toàn đánh đầu! Tuyệt vời! Vẫn là như vậy, vẫn là một Thành phố Hồ Chí Minh lạnh lùng và tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ. Không phải là đội bóng tập trung quá nhiều vào nhiệm vụ kiểm soát bóng, nhưng khả năng khai thác những tình huống của Thành phố Hồ Chí Minh phải nói là đáng nể. Santiago Patino đang từng bước hòa nhập với lối chơi của đội bóng thành phố mang tên Bát. Một cú đánh đầu hiểm hóc, và nó cũng đã có sự giúp sức của hậu vệ bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Ở góc máy vừa rồi thì có cảm giác rằng bóng đã chạm người Trịnh Văn Lợi. Amit bóng hướng tới Di Mario, khống chế tốt. Luis Antonio đá phạt dành cho Đông Á Thanh Hóa. Khi mà chúng ta thấy Di Mario có được một nhịp khống chế bóng tốt trước vòng vây của các hậu vệ áo đỏ thì những cơ hội đã được mở ra dành cho các cầu thủ khác của Đông Á Thanh Hóa. Một kịch bản mà chúng ta chưa thấy nhiều ở trong hiệp 1. Rất hợp lý, JTBT rất khỏe. Patino không vào. Đúng là rất nguy hiểm với những tình huống mà Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phản công. Họ có những ngoại binh chất lượng, họ có những cầu thủ đủ để tạo ra những sự khác biệt. Patino vẫn là Patino, rất khó chịu. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa lúc này đang gọi tên Patino. Khả năng chơi xông xáo và sau đó là một quyết định được đưa ra với đường căng ngang vào phía trong cho Võ Huy Toàn. Quả bóng thực sự lững lờ trôi qua mặt của Xuân Hoàng. Chỉ một khoảnh khắc khi mà Xuân Hoàng phán đoán không đủ tốt, không đủ chính xác, sai lầm đã tới. Huy Toàn là người nhanh hơn anh một nhịp. Cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất bình tĩnh và 2-0 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ravaneka vào chính giữa khung thành và ăn mừng nhờ phong cách VAR tới từ trên TV. Và một lần nữa sẽ được xem lại điểm rất điềm tĩnh tới từ JTBT. Luis Antonio quả treo bóng không được nhưng vẫn đang là cơ hội. Tiếng còi đã vang lên vì lỗi để bóng chạm tay cổ Võ Nguyên Hoàng, đó là quyết định tới từ trọng tài Trần Đình Thịnh. Đang đẩy toàn bộ con người của mình sang phần sân đối phương. Di Mario, cơ hội ngon ăn nhất mà Di Mario có được trong trận đấu này. Cú đánh đầu của anh thì thiếu đi sự chính xác. Ngày hôm nay là một ngày mà Di Mario không có nhiều cơ hội. Nhưng đây thực sự là một thời cơ sắc nét mà nếu như trong một ngày Di Mario có phong độ cao, đó có lẽ là một bàn thắng. Còn Thái Bình chơi bóng quá sâu. Hiệp một thì chúng ta còn thấy Đông Á Thanh Hóa tạo ra được những sức ép với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sang tới hiệp 2 thì điều đó đã không còn được duy trì được đoạn nữa. Cơ hội thực sự đáng để nhắc tới của Đông Á Thanh Hóa trong hiệp 2 là gần như không có. Và như vậy là tiếng còi để khép lại trận đấu đến từ trọng tài Trần Đình Thịnh đã vang lên. Hiệp đấu vượt trội tới từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khả năng tạo ra những cơ hội và tận dụng những thời cơ của mình. Họ đã xứng đáng có được kết quả là một chiến thắng. Chiến thắng đầu tiên trong 5 vòng đấu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phút
ta cần phải nhắc tới ngôi sao Patino, người đã tỏa sáng để giúp cho đội bóng của thành phố mang tên Bác được hưởng trọn vẹn niềm vui. Đông Á Thanh Hóa tiếp tục chìm trong khủng hoảng ở tại giải vô địch quốc gia Việt Nam sau 7 vòng đấu họ không có được chiến thắng. Và rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý bạn cho cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Á Thanh Hóa. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau với những diễn biến của giải vô địch quốc gia Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.